Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sakat, được sự tư vấn tận tình của thầy Sakat cùng các bậc thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình của những người tuổi Thân trong tháng 9 âm lịch. Như quý vị đã biết, Khỉ là con vật thông minh khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Theo tử vi tháng 9 âm lịch, những gia chủ tuổi Thân luôn giữ được bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn. Nhờ có một ý chí mạnh mẽ, kiên cường nên không sợ hãi trước tình huống xấu lần này mà vẫn bảo vệ được vị trí của mình. Vậy nên về vận trình tháng 9 âm lịch, những người tuổi Thân cũng là một trong những con giáp gặp được may mắn và thành công nhất. Sự thành công của bạn đã khiến những con giáp khác phải ghen đua, ganh tị. Vậy nên trong cuộc sống bạn cũng cần phải lưu ý ứng xử hài hòa để tránh những mâu thuẫn, xung đột không đáng có làm ảnh hưởng đến con đường thành công của mình. Không để quý vị phải chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu phân tích lá số tử vi của những người tuổi Thân ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Thân trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp con vận, tháng 9 năm 2022 âm lịch, vận trình công việc của những người cầm tinh con Khỉ không được mấy suôn sẻ. Công việc kinh doanh dễ thất bát, đổ bể. Công việc làm ăn có sự thay đổi trong tháng này, các gia chủ tuổi Thân chưa nên mở rộng hợp tác, rất dễ bị thua lỗ và phá sản. Với những người Thân trẻ tuổi, bạn là người thích ăn chơi, trải nghiệm và tự tạo niềm vui cho cuộc sống thì tháng này sẽ khá ổn với bạn. Tháng này công việc của bạn không quá nặng nề, căng thẳng. Tuy vậy cần chú ý, hãy có trách nhiệm với công việc của mình và đôi khi cần bỏ cái tôi của bản thân để lắng nghe ý kiến, sự chỉ bảo từ cấp trên, đồng nghiệp, tiếp thu những điều tốt để hoàn thiện bản thân. Bạn giỏi, luôn có những ý tưởng mới, sự tìm ra con đường mới cho mình, nhưng nhược điểm duy nhất của bạn là lười và bảo thủ. Tháng 9 âm lịch, hãy biến những khuyết điểm thành ưu thế, bạn sẽ thu được những thành quả bất ngờ trong công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi năm Nhâm Dần cho thấy trong tháng 9 này, tài lộc với người tuổi Thân không được tốt, tiền bạc gặp nhiều khó khăn và bất ngờ. Không có tiền dư giả, chỉ đủ chi tiêu trong công việc. Việc kinh doanh gặp nhiều bất lợi, bấp bênh, sóng gió, tiền làm ăn không đủ thu hồi được vốn. Ngoài ra, tử vi cũng dự báo rằng trong tháng này những người tuổi Thân sẽ gặp phải những thị phi do tiền bạc đem đến, nên trong công việc, nếu có thua lỗ hay là cần vốn, tuyệt đối không vay mượn người thân, bạn bè, chỉ một chút sơ suất có thể mất cả tiền cả tình. Vậy nên quý gia chủ tuổi Thân nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định làm ăn vào tháng này để tránh gặp phải những điều không may mắn dẫn đến hậu quả khó lường. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Thân năm 2022 cho thấy vào tháng 9 âm lịch, sức khỏe của gia chủ không được tốt, sức khỏe bị suy giảm do suy nghĩ nhiều và từ căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và người làm trong ngành tài chính, bởi họ có thể phải đối mặt với con số thất bại của công việc. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần phải chú ý các bệnh liên quan đến xương khớp. Vận mệnh của người tuổi Thân trong năm nay cần tìm một người bầu bạn, tránh ở một mình và có những suy nghĩ tiêu cực khiến cho sức khỏe càng suy yếu thêm, nên đảm bảo ăn uống đầy đủ để có được sức khỏe thể chất và tinh thần thoải mái nhất. Với những người đã có bệnh sẵn thì nên thường xuyên thăm khám bác sĩ, kẻo để lâu dẫn đến biến chứng khó điều trị. Đi ra ngoài đường cũng cần chú ý tai nạn từ xe cộ. Các gia chủ tuổi Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh.
Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, phá sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Theo chuyên gia phong thủy thì phương diện tình duyên của người tuổi Thân trong tháng này không được tốt, dễ gặp nhiều phiền muộn do tình cảm gây ra. Không những vậy, chuyện tình cảm đôi khi còn ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Đối với tuổi Thân đã có gia đình thì vợ chồng bất hòa, lục đục, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, khiến cho hòa khí trong gia đình bất ổn. Hãy đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận và thấu hiểu. Nếu cứ giữ cái tôi và quan điểm cá nhân thì tuổi Thân sẽ ngày càng đẩy người thân yêu của mình xa xa hơn. Những người tuổi Thân độc thân tháng này cũng khó kiếm được người tâm đầu ý hợp, tình cảm vừa chớm nở đã sớm lụi tàn, vậy nên khó có thể thành công chuyện. Cẩn trọng sẽ có người thứ ba xen vào chia rẽ, phá đám tình cảm của hai bạn. Về gia đạo, tháng này đưa tới chuyện buồn, dễ có tang sự của người trong dòng tộc. Tử vi từng tuổi Thân trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Xem tử vi tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần, người tuổi này gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, không phải thường xuyên lo nghĩ nên ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cốt là bản thân giữ được tinh thần lạc quan vui vẻ thì mọi chuyện dù khó khăn cũng sẽ tìm được hướng giải quyết thích hợp. Trong tháng này, gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng tới công việc mình đang tiến hành, triển khai. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Thân sẽ cần cẩn trọng đường công danh sự nghiệp, nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận càng cần chú trọng hơn. Cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Gia chủ tuổi Mậu Thân cần chú ý, tuổi này của bạn tiền tài hay danh vọng không còn là mối quan tâm hàng đầu nữa. Hãy dành thời gian cho sức khỏe và gia đình của bạn. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Đối với các gia chủ tuổi Canh Thân trong tháng này nên chú ý nhiều về mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh, có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ, cố gắng, bạn cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Trong tháng 9 âm lịch, vận thế của người tuổi Nhâm Thân bình ổn, bạn sẽ đón khá nhiều cơ hội và thách thức trong tháng đầu năm mới. Cơ hội phát triển tăng lên đi kèm là thách thức và áp lực, đòi hỏi tâm lý phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó với mọi biến động có thể xảy tới, từ đó gặt hái được thành công như mong đợi. Tuy nhiên, tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến sự nghiệp của con giáp này. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không mong muốn, bản mệnh cần thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người trên, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm việc gì cũng nên giữ tinh thần, dĩ hòa vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng và ngang ngược. Còn người độc thân có thể được đón nhận nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm, tuy nhiên cần biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Tuổi Giáp Thân sinh năm 2004. Vận thể của người Giáp Thân có những bước phát triển tích cực trong tháng 9 năm 2022, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Những người còn đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng ỉ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên học thêm nhiều sách vở tham khảo, giúp tăng cường vốn hiểu biết. Về chuyện tình cảm, tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong học tập nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi từ Thìn. Đối với những người tuổi Thân trong tháng 9 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 9, tức ngày 4 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 9, tức ngày 16 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng.
Các ngày tốt đối với người tuổi Thân trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 9, tức ngày 7 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 9 năm 2022, tức ngày 19 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Họa. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Thân trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo.